nhớ nên làm 3D đồ họa và edit video sẽ không thể bỏ qua video này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một bộ PC chuyên làm đồ họa với combo cực khủng 13.700K và 3070 Ti. Let's go. Với 54 củ core đầu tiên, anh em sẽ có một em CPU cực mạnh đến từ nhà Intel i7-13700K với 16 nhân và 24 luồng, xung tối đa có thể lên tới 5.4 GHz. Tiếp theo là một em mainboard đến từ nhà MSI Z790 Gaming Wi-Fi DDR5, 2 chiếc RAM đến từ nhà ZSQ với 4 thanh, tổng dung lượng lên tới 128GB, mỗi thanh là 32GB với bus là 6000. Ở phần card đồ họa, chúng ta có một em đến từ nhà Gigabyte RTX 3070 Ti Gaming OC, đủ để anh em render 3D và edit video 4K. Tiếp theo là một em SSD đến từ nhà Samsung 990 Pro, tốc độ đạp có thể lên tới 7450, tốc độ ghi lên tới 6900. Tản nhiệt nước cực kỳ xịn sò, Kraken Z63 đến từ nhà NVIDIA XT, với điểm nhấn là một chiếc màn hình LCD, anh em hoàn toàn có thể điều chỉnh theo sở thích cá nhân. Với nguồn, chúng ta sử dụng một em PM850D đến từ nhà Deepcool với 80 Flux Gold, công suất lên tới 850W. Nhân vật chính của chúng ta là Kate NVIDIA XT H6 RGB Flow On Blood với 3 fan led RGB và thiết kế mới low shielded. Ok, bây giờ mình sẽ test Lumen và Premiere cho anh em cùng đến với phần hiệu năng nào. Đầu tiên, mình sẽ render một dự án Lumen ở độ phân giải 4K Panorama thì chỉ mất khoảng hơn 10 giây. Tiếp theo mình sẽ render một dự án Premiere 4K có độ dài 7 phút, trong thời gian chỉ hơn 3 phút.